Cô xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông, được sự phân công của Sở Giáo dục. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học tập môn địa lý lớp 12 với chủ đề Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long. Ở chủ đề này, các em sẽ tìm hiểu cho cô hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Và vấn đề thứ hai, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô vấn đề đầu tiên, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Ở vấn đề này, các em sẽ tìm hiểu gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các thế mạnh chủ yếu. Nội dung thứ hai, các hạn chế chủ yếu. Và nội dung thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu cho cô các thế mạnh chủ yếu. Các em quan sát cho cô vị trí của vùng đồng bằng sông Hồng trên lược đồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ nét về diện tích và dân số của vùng đồng bằng sông Hồng nha các em. Về diện tích của vùng đồng bằng sông Hồng gần 15.000 km2, chiếm 4,5% diện tích cả nước. Dân số của vùng đồng bằng sông Hồng theo thống kê năm 2006, 18,2 triệu người, đến năm 2014, khoảng 20 triệu người, chiếm 22,8% dân số cả nước. Dân số mỗi năm của vùng có sự thay đổi. Các em cần cập nhật thêm số liệu hiện nay tại các trang web nha các em. Cô có một cái sơ đồ tổng hợp về các thế mạnh chủ yếu của vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm vị trí địa lý, tự nhiên và kinh tế xã hội. Chúng ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu về từng phần. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu cho cô vị trí địa lý và lãnh thổ. Đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố. Hai thành phố đó là Hà Nội và Hải Phòng. Các tỉnh còn lại đó là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trên lược đồ các em thấy có cái địa danh Hà Tây. Thì từ năm 2008 thì toàn bộ tỉnh Hà Tây đã được sáp nhập vào thành phố Hà Nội rồi nha các em. Về vị trí tiếp giáp, các em quan sát cho cô trên bản đồ. Phía Bắc và phía Tây của vùng đồng bằng sông Hồng giáp với vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Phía Nam giáp với vùng Bắc Trung Bộ và phía Đông giáp với Vịnh Bắc Bộ. Với vị trí này thì đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa với các vùng trong nước và thế giới. Tiếp theo, các em sẽ tìm hiểu cho cô các thế mạnh về tự nhiên. Thế mạnh đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Hồng đó là đất. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, đất nông nghiệp chiếm 51,2% diện tích của đồng bằng, trong đó 70% là đất phù sa màu mỡ. Các em nhìn vào lược đồ, các em thấy màu xanh lá đó là ký hiệu của đất phù sa. Thì đất phù sa ở đồng bằng sông Hồng chiếm tỷ lệ rất lớn, phải không các em? Về tài nguyên tiếp theo đó là tài nguyên nước. Nguồn nước ở đồng bằng sông Hồng phong phú, gồm có nước trên mặt như ở hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình, nước dưới đất, nước nóng, nước khoáng, thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy, sản xuất và sinh hoạt. Với đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bằng sông Hồng trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước. Đồng thời, đây cũng là vùng có năng suất lúa cao nhất nước. Về tài nguyên biển, đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng biển rộng lớn với đường bờ biển dài khoảng 400 km, thuận lợi cho đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch biển và giao thông vận tải biển. Tiếp theo, các em sẽ tìm hiểu về nguồn tài nguyên khoáng sản của vùng đồng bằng sông Hồng. Nguồn khoáng sản của đồng bằng sông Hồng không nhiều, gồm có đá vôi, sét, cao lanh, than nâu và khí tự nhiên, thuận lợi cho phát triển một số ngành công nghiệp như vật liệu xây dựng và năng lượng. Thế mạnh kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh tế xã hội. Các em nhìn Atlas trang 15 bản đồ dân số. Đồng bằng sông Hồng có dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước ta. Nhìn vào phần chú giải thì chúng ta thấy là mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng từ 1.001 đến 2.000 người trên km vuông, ở Hà Nội trên 2.000 người trên km vuông, nên có nguồn lao động dồi dào. Bên cạnh đó, nguồn lao động có kinh nghiệm và trình độ. Về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật như mạng lưới giao thông, điện, nước, phát triển hiện đại, phục vụ sản xuất và đời sống. Bên cạnh các thế mạnh đó thì còn có các thế mạnh khác
như là thị trường. Thị trường ở vùng đồng bằng sông Hồng rộng lớn ở trong nước và ngoài nước, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với truyền thống sản xuất và văn hóa đa dạng cùng nhiều làng nghề cổ truyền. Ở trong vùng đồng bằng sông Hồng có thủ đô Hà Nội, đó là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước. Bên cạnh các thế mạnh thì vùng đồng bằng sông Hồng còn có những cái hạn chế chủ yếu sau. Đồng bằng sông Hồng có dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước, gấp khoảng 4,8 lần mật độ dân số trung bình của cả nước theo thống kê năm 2006, gây sức ép cho sự phát triển kinh tế. Trong cái điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triển, việc làm nhất là khu vực thành thị đã trở thành một trong những vấn đề nan giải của vùng. Mặt khác, dân số đông, khai thác tài nguyên quá mức dẫn đến một số loại tài nguyên như đất, nước trên mặt bị xuống cấp. Hạn chế kế tiếp, vùng đồng bằng sông Hồng là một vùng mà có nguồn tài nguyên khoáng sản không nhiều, cho nên thiếu tài nguyên cho sự phát triển công nghiệp. Phần lớn nguồn nguyên liệu phải nhập từ vùng khác, đặc biệt là từ vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Mặt khác, đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nên chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, ngập lụt, hạn hán. Hạn chế cuối cùng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng. Tại sao nói ở vùng đồng bằng sông Hồng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn ở vấn đề thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính. Vậy tại sao đồng bằng sông Hồng cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thực trạng. Cô có một cái biểu đồ miền chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Bây giờ cô trò mình cùng nhau phân tích cái biểu đồ này nha các em. Đầu tiên thì chúng ta thấy ở khu vực 1, nông lâm ngư nghiệp, các em quan sát cho cô cái phần màu vàng nhạt. Năm 1986 chiếm tỷ trọng là 49,5%, đến năm 2005 giảm xuống còn 25,1%. Ở khu vực 2, công nghiệp xây dựng, các em quan sát cho cô cái phần màu cam. Năm 1986 chiếm tỷ trọng là 21,5%. Và đến năm 2005 tăng lên và đạt 29,9%. Ở khu vực 3, các em quan sát trong biểu đồ cái phần màu xanh lá, năm 1986 chiếm tỷ trọng là 29% và đến năm 2005 tăng lên và đạt 45%. Vậy chúng ta thấy rằng trong cơ cấu kinh tế của vùng có sự chuyển dịch từ khu vực 1 nông lâm ngư nghiệp sang khu vực 2 công nghiệp xây dựng và khu vực 3 dịch vụ. Sự chuyển dịch này theo hướng tích cực, phù hợp với công cuộc đổi mới và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Tuy nhiên, sự chuyển dịch này còn chậm. Khu vực 1 còn chiếm tỷ trọng cao, tốc độ tăng tỷ trọng của khu vực 2 và khu vực 3 còn thấp. Vậy, ở đồng bằng sông Hồng đã đưa ra những định hướng gì để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành? Chúng ta sang tìm hiểu phần B nhỏ, các định hướng chính. Vì định hướng chung, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng nhanh tỷ trọng khu vực 2 và khu vực 3. Về các định hướng cụ thể trong nội bộ từng ngành kinh tế, đối với khu vực 1, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt, giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp, cây thực phẩm và cây ăn quả. Đối với khu vực 2, hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm dựa vào thế mạnh tự nhiên và con người. Đó là các ngành chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, da giày, cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử. Đối với khu vực 3, du lịch là một ngành tiềm năng. Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh để phát triển ngành du lịch, đặc biệt là ở Hà Nội và Hải Phòng. Ngoài ra thì còn có các ngành khác như là tài chính, ngân hàng, giáo dục và đào tạo. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong vấn đề thứ nhất, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Bây giờ cô trò mình cùng nhau trả lời cho cô một số cái câu hỏi, củng cố lại cái phần chúng ta vừa học. Câu 1, cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, C. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, D. Nguồn lao động dồi dào, kỹ thuật cao. Các em có câu trả lời chưa nào? Trong biểu đồ miền chúng ta đã phân tích
cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch từ khu vực 1 nông lâm ngư nghiệp sang khu vực 2 công nghiệp xây dựng và khu vực 3 dịch vụ. Đó là sự chuyển dịch do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta chọn đáp án B. Câu 2. Biện pháp quan trọng nhất để giảm sức ép dân số ở đồng bằng sông Hồng là A. Chuyển cư đến các vùng khác. B. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa. C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. D. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. Bốn biện pháp trên đều là các biện pháp để giảm sức ép dân số. Tuy nhiên, biện pháp quan trọng nhất để phát triển kinh tế bền vững đó là xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. Chúng ta chọn đáp án D nha các em. Câu 3. Việc làm đang là vấn đề nan giải ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu do A. Nguồn lao động dồi dào, kinh tế còn chậm phát triển. B. Dân đông, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức. C. Mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều. D. Lao động trầm trọt đông, dịch vụ còn chưa đa dạng. Trong khi kinh tế còn chậm phát triển, dân số của vùng đồng bằng sông Hồng đông, nguồn lao động mỗi năm lại tăng lên, chưa thu hút hết lao động vào trong nền kinh tế, nên việc làm càng trở nên gay gắt. Chúng ta chọn đáp án đó là câu A. Tiếp theo, cô có một cái bài tập để các em rèn thêm kỹ năng Atlas của mình nhé. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26, kể tên và nêu quy mô các ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong vấn đề thứ nhất, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Bây giờ cô trò mình cùng nhau tìm hiểu sang vấn đề thứ hai, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì ở vấn đề này các em cũng sẽ tìm hiểu ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là khái quát chung. Nội dung thứ hai, các thế mạnh và hạn chế chủ yếu. Nội dung thứ ba, sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên. Trước tiên các em sẽ tìm hiểu cho cô khái quát chung. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế cuối cùng trong 7 vùng kinh tế của nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua về diện tích và dân số của vùng đồng bằng sông Cửu Long nha các em. Diện tích của vùng đồng bằng sông Cửu Long hơn 40.000 km2, chiếm 12% diện tích cả nước. Về dân số, theo thống kê năm 2006, hơn 17,4 triệu người, đến năm 2014 khoảng 17,5 triệu người, chiếm 19,3% dân số cả nước. Thì dân số của vùng thì có sự thay đổi qua các năm. Các em cần cập nhật thêm số liệu hiện nay trên các trang web. Về vị trí tiếp giáp, đồng bằng sông Cửu Long giáp với Đông Nam Bộ và Campuchia, ba mặt còn lại phía Đông Nam, phía Nam và Tây Nam giáp với Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố. Các em liệt kê dùm cô các tỉnh thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ Long An đến Cà Mau nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các thế mạnh và hạn chế chủ yếu của vùng. Đầu tiên các em sẽ tìm hiểu các thế mạnh. Đất là tài nguyên quan trọng hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất chủ yếu là phù sa, nhưng tính chất rất phức tạp, được chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là đất phù sa ngọt, chiếm 30% diện tích. Đây là đất tốt nhất, thuận lợi cho thâm canh cây lúa. Các em nhìn trên lực đồ chúng ta thấy có màu xanh lá, thì đất này phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu. Loại đất thứ hai đó là đất phèn, chiếm 41% diện tích. Đất này có diện tích lớn nhất. Trên lực đồ chúng ta thấy có màu tím nhạt. Đất này phân bố ở Đồng Tháp 10, Hà Tiên và vùng trũng Cà Mau. Loại đất thứ ba chúng ta tìm hiểu đó là đất mặn, chiếm 19% diện tích. Đất này trên lực đồ chúng ta nhìn thấy có màu tím đậm. Đất này phân bố ở vành đai ven Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Ngoài ba loại đất này thì còn có các loại đất khác chiếm 10%, phân bố rải rác. Về tài nguyên khí hậu của vùng, đồng bằng sông Cửu Long có khí hậu mang tính chất cận xích đạo, lượng mưa trung bình năm lớn 1.300 đến 2.000 mm, nhiệt độ trung bình năm cao ổn định 25 đến 27 độ C, tổng số giờ nắng trung bình năm 2.200 đến 2.700 giờ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng hàng năm. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu cho cô thế mạnh về sông Ngòi.
Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, cắt xẻ châu thổ thành những ô vuông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy, sản xuất và sinh hoạt. Với đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu nóng ẩm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa lớn nhất nước ta, với diện tích lúa, sản lượng lúa bình quân đầu người cao nhất cả nước. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu cho cô về tài nguyên sinh vật. Sinh vật ở đồng bằng sông Cửu Long phong phú, bao gồm có thực vật và động vật. Thực vật thì gồm có rừng tràm ở Kiên Giang, Đồng Tháp, rừng ngập mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu. Động vật thì có giá trị hơn cả, đó là cá và chim. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều địa danh quen thuộc đã đi vào ca dao, câu hát. Ví dụ như Ai Về, Rừng Nước, Đâm Căng, hay Đồng Tháp 10, Cò Bay Thẳng Cánh, Nước Tháp 10, Lóng Lánh Cá Tôm. Từ đó cho thấy được sự phong phú của hệ sinh vật vùng này, phải không các em? Tiếp đến, các em tìm hiểu cho cô, đó là tài nguyên biển. Đồng bằng sông Cửu Long có 3 mặt giáp biển với hơn nửa triệu hecta diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản và hàng trăm bãi cá, bãi tôm thuận lợi cho phát triển ngư nghiệp. Ở đồng bằng sông Cửu Long có ngư trường trọng điểm phía Nam là Cà Mau, Kiên Giang. Tài nguyên kế tiếp đó là khoáng sản. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì nguồn khoáng sản không nhiều, gồm có đá vôi ở Hà Tiên, Kiên Lương, than bùn ở U Minh, Tứ Giác Long Xuyên. Ngoài ra thì còn có dầu khí ở thềm lục địa, bước đầu đã được khai thác. Bên cạnh các thế mạnh thì đồng bằng sông Cửu Long còn có những hạn chế sau. Mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long kéo dài 4 đến 5 tháng, làm cho nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua mặn trong đất. Thì các em đã biết, hiện tại thì toàn đảng, toàn dân đang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng bên cạnh đó, cả nước cũng đang hướng về đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Nhiều mạnh thường quân đã đóng góp vào sức người, sức của, góp phần làm xoa dịu phần nào những khó khăn trước mắt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng tại vùng này. Hạn chế kế tiếp chúng ta tìm hiểu đó là 2/3 diện tích của đồng bằng là đất phèn và đất mặn. Trên lược đồ thì chúng ta thấy màu tím nhạt và màu tím đậm đó các em. Cùng với sự thiếu nước vào mùa khô đã làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đất quá chặt, khó thoát nước. Về nguồn tài nguyên khoáng sản trong vùng hạn chế cũng gây trở ngại cho sự phát triển các ngành công nghiệp trong vùng. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong các thế mạnh và hạn chế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy ở đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng và cải tạo tự nhiên như thế nào? Chúng ta sang tìm hiểu phần 3 nhỏ, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên. Cô có hai cái biểu đồ tròn cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng lớn nhất nước ta năm 2005, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Các em quan sát cho cô cái phần màu vàng, đó là đất sản xuất nông nghiệp. Thì đất sản xuất nông nghiệp ở hai vùng đều trên 50%. Đây là hai vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm của cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm số 1 của cả nước. Từ đó cho thấy được vị trí chiến lược của đồng bằng sông Cửu Long trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài giải quyết lương thực thực phẩm cho nhân dân trong vùng, trong nước và còn xuất khẩu, so với đồng bằng sông Hồng thì đồng bằng sông Cửu Long có nhiều ưu thế về tự nhiên. Sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên là vấn đề cấp bách nhằm biến đồng bằng thành một khu vực quan trọng của đất nước trên cơ sở phát triển bền vững. Để sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long thì thủy lợi là biện pháp hàng đầu. Cần có nước ngọt để thao chua, rửa mặn, rửa phèn vào mùa khô. Bên cạnh đó, lai tạo các giống lúa có thể chịu được phèn, chịu được mặn. Cần phải duy trì và bảo vệ rừng, tại vì trong những năm gần đây thì diện tích rừng bị giảm sút do cái chương trình khai khẩn đất hoang hóa, nuôi tôm và cháy rừng. Do đó, để đảm bảo cân bằng sinh thái thì rừng cần được bảo vệ và phát triển. Sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long thì không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người, cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến. Đối với vùng biển, cần kết hợp khai thác mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.
Đối với đời sống nhân dân thì cần chủ động sống chung với lũ và khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ đem lại. Thì người ta thường nghĩ lũ là đau thương, là mất mát, giống như trong lời bài hát nước tràn bờ đê đau thương khắp cả miền quê. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì bên cạnh những mặt tiêu cực của lũ còn có những mặt tích cực. Khi lũ về mang theo phù sa, tôm cá cũng là lúc người dân đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa mưu sinh với nhiều nghề nghiệp khác nhau như đan lưới, đóng xuồng, đánh bắt tôm cá hay thu hoạch bông súng, bông điên điển, bông hẹ nước. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vấn đề thứ hai, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Cô có vài câu hỏi để củng cố kiến thức các em. Câu thứ nhất, biện pháp hàng đầu để cải tạo các đất chua mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là A. Giải quyết tốt vấn đề thủy lợi. B. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. C. Sử dụng các loại phân bón thích hợp. D. Tạo ra cái giống lúa chịu được phèn, mặn. Các em suy nghĩ và trả lời cho cô. Đây đều là các biện pháp để cải tạo đất chua mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, phải không các em? Nhưng biện pháp hàng đầu đó là cần phải có nước ngọt để thao chua, rửa mặn, rửa phèn trong mùa khô. Vì vậy cho nên chúng ta chọn đáp án A. Câu 2. Khó khăn lớn nhất vào mùa khô của vùng đồng bằng sông Cửu Long là A. Mực nước sông thấp, thủy triều ảnh hưởng mạnh. B. Nguy cơ cháy rừng cao, đất nhiễm mặn hoặc phèn. C. Đất nhiễm mặn hoặc phèn, mực nước ngầm hạ thấp. D. Thiếu nước ngọt trầm trọng, xâm nhập mặn lấn sâu. Câu trả lời của các em là gì nào? Mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long kéo dài 4 đến 5 tháng làm cho nước mặn xâm nhập vào đất liền, thiếu nước ngọt trầm trọng, cho nên chúng ta chọn đáp án D. Câu 3. Để đảm bảo cân bằng sinh thái, đồng bằng sông Cửu Long cần phải làm gì? A. Bảo vệ và phát triển rừng. B. Cải tạo đất phèn, đất mặn. C. Khoanh rừng kết hợp với nuôi tôm. D. Giảm độ mặn trong đất. Để đảm bảo cân bằng sinh thái thì đồng bằng sông Cửu Long cần phải bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp theo cô có bài tập để các em rèn thêm kỹ năng Atlas của mình. Dựa vào Atlas địa lý Việt Nam trang 29, kể tên và nêu quy mô các ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong chủ đề đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Cô thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em ở chủ đề sau nhé.